Cứ hai vợ chồng cứ rón ra rón rén vậy thôi. Phải mà bữa đó mà gặp tụi mình ha, là tụi chị xúi tụi em đi mướn khách sạn. Cái đêm đó là cái đêm mà phải nói là để cho mình phải thoải mái nhất có thể, đúng không? Còn em sao, em có sợ không? Có bị cái tâm trạng giống chồng không? Em cũng ngại, giống như sợ người ta thấy hoặc là nghe tiếng động vậy á. Nhưng mà cuối cùng đêm đó là cũng thành có, đúng không? Thành công, dạ, đúng không? Mọi chuyện đều thành công. Thôi thế là vui vẻ rồi. Như vậy là tụi em có em bé chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa. Lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 4 năm 9 tháng. Rồi hôm nay ông mụ ra tay nữa. Ngồi mà quan trọng đây hỏi ta có muốn không? Muốn, chắc chắn là muốn rồi. Muốn đúng không? Đúng không? Tham gia chương trình Vợ Chồng Son cũng có một cái suy nghĩ là muốn anh thuận chúc mình có con, đúng không nè? Dạ. Sau khi lấy nhau rồi thì những tật xấu nào loài ra? Tật xấu của chồng em là ít quan tâm tới vợ lắm, ít tâm sự, có cái gì cũng giấu hết trơn á. Về nhà là ôm cái điện thoại. Ủa nhưng mà chồng em hiền như vậy là chắc là không có ghen đâu đúng không? Cũng có. Có ghen? Dạ. Lúc trước là em làm bất động sản á, em hay quan tâm chăm sóc khách hàng á. Em nhắn tin có khi tới khuya luôn. Xong chồng em hỏi nhắn tin ai mà nhắn miết tới khuya vậy? Xong em kêu khách thôi. Chồng em kêu khách gì mà nhắn tới khuya mà giấu điện thoại vậy? Và sau này thì hết chưa? Dạ sau đó giống như em thấy khách đó người ta nói chuyện không lịch sự á, nên em cũng bỏ luôn. Nhưng mà đó là cái việc trước đây em làm, còn giờ là em làm bên cháu dinh dưỡng rồi. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Thì chắc không còn nữa. Rồi, dạ. Rồi còn thật xấu gì nữa, ghen vậy thôi cũng được. Ghen có quyền ghen chứ hai em á, ghen. Dạ. Chị cũng đồng ý với cái ghen đó đó. Có lãng mạn với em không? Dạ không. Không lãng mạn, mới có nhiều tuổi mà không lãng mạn, ông nói tôi nghe coi. Tham công tiếc việc em quá đúng không? Tham công tiếc việc quá nên là em không. Không có đồng ý. Dạ bên em thì ba mẹ không có nói gì hết. Bên em tại sao không đồng ý Tuấn? Dạ tại vì em là con út á, mà ảnh là quê ở ngoài Bắc thì xa, nên là anh chị ba mẹ không đồng ý. Với lại lúc đó là có chị ở công ty á, cũng giới thiệu anh cùng quê. Mẹ với chị cũng thích, kêu là thôi thì quen anh đó đi. Đến lúc đó là em bị bệnh á, ảnh tới ảnh thăm chồng em á thì thấy, nhưng mà chỉ nhìn thôi chứ không nói gì hết trơn á. Chồng có rình không? Có rình không? Dạ có chứ chị. Em cũng chỉ đứng nhâm nhìn thôi, em không nói gì hết. Nhưng mà em khó chịu trong người không? Em khó chịu, em rất khó chịu luôn. Và đấy vào thì ngồi một lúc thì cứ thấy em đứng, kiểu thấy em đứng ở ngoài á. Người đấy vào ngồi giữa tầm có đâu 5-10 phút thì thôi. Là người ta đi về mất rồi. Được một lúc sau thì thấy nhắn tin cho em, kêu là cái anh ấy nhắn tin cho em là anh tới chơi mà sao cứ có ai này đứng ngoài cửa trống vậy, anh sao dám ngồi. Anh mới đi về luôn. Như vậy là chắc chắn rằng là hai cặp mắt nhìn nhau, phải có anh này anh phải nhìn thế nào, ông kia ông mới sợ, đúng không? Dạ. Anh kêu là người đó là ai mà sao cứ đứng nhìn anh hồi vậy. Em kêu là giống đó là người yêu của em á, nhưng mà nhà em không cho quen. Xong á anh kêu thôi anh xin phép anh về chứ anh sợ lắm. Anh sợ bị đánh. Như vậy là sao bị đánh? Như vậy là ông này ông nhìn người ta bằng đôi mắt hình viên đạn, đúng không Dân? Đó, nhìn kiểu này là tôi chỉ bỏ chạy thôi. Trời đất ơi, cái này là trừng mắt thôi, đúng không? Nhìn vậy đúng không? Đôi mắt mang hình viên đạn. Rồi hai đứa quen nhau bao mấy năm thì là làm đám cưới? 4 năm thì quen, nhưng mà ảnh cũng không có đề cập tới chuyện cưới gì hết á. Cứ quen vậy thôi. Nhưng mà ngồi với em thì tâm sự giống như là ước gì mình được lấy vợ rồi vậy đó. Nhưng mà không dám nói. Ước gì được lấy vợ nó phong long vậy hả? Dạ, ảnh nói là ước nằm bên cạnh mình, bên này là vợ, bên này là con thì hạnh phúc biết bao. Ông nói mé đó, ông không có dám nói thẳng thừng á. Trời ơi, cái gì mà hiền dữ vậy trời. Bạn nói chung là lúc đấy thì nó cũng đang còn tuổi của em, cũng kiểu đang còn nhỏ. Mới có 21, 22 thôi nên là cũng chưa nghĩ đến chuyện là cưới. Nhưng mà trong lòng thì mình cứ ngồi mình nói vậy thôi. Xong rồi mẹ hối, mẹ kêu ảnh như vô nói chuyện. Xong mẹ nói là giờ có đòi chịu cưới không, nếu chịu cưới thì về thưa với ba mẹ, nếu không thì mẹ dắt em về quê lấy chồng. Nhưng mà lúc mà quen nhau vậy mẹ có canh không? Mẹ có sợ là vượt rào cho mẹ có canh không? Dạ cũng có. Hai vợ chồng ngồi dưới nói chuyện nhưng mà mẹ ngồi trên gác á. Nhưng mà 4 năm là hai bạn coi như là tinh khiết, tinh khôi đúng không? Dạ. Đi đâu về là mẹ hỏi đi như đâu vậy? Chơi nó có dẫn vô khách sạn không? Mẹ hỏi gì luôn à? Rồi như vậy chắc chắn là cái đêm tân hôn nó hay lắm đúng không chị? Em hỏi xem hỏi chị. Ủa đón em hỏi đón em đón thôi. Đêm đấy thì
tại là lần đầu tiên mà. Thì em thấy nó bảo, nói chung là nó bỡ ngỡ lắm. Với lại đấy ở thì ở phòng trọ mà mẹ lại có mẹ ở dưới nữa, hai vợ chồng trên gác nên là cứ lúc đấy cứ rón ra rón rén thôi chứ cũng không được thoải mái cho lắm. Nhiều khi mình cưới rồi nhưng mà sợ, cứ sợ đang làm cái mẹ lên mẹ dòm hay sao không? Nói chung là nó sợ lắm, cũng không dám làm gì mạnh hết á. Hai vợ chồng cứ rón ra rón rén vậy thôi. Phải mà, bữa đó mà gặp tụi mình ha, là tụi chị xúi tụi em đi mướn khách sạn. Cái đêm đó là cái đêm mà phải nói là để cho mình phải thoải mái nhất có thể, đúng không? Còn em cùng... sao, em có sợ không? Có bị cái tâm trạng giống chồng không? Em cũng ngại, giống như sợ người ta thấy hoặc là nghe tiếng động vậy á. Nhưng mà cuối cùng đêm đó là cũng thành có công, đúng không? Thành công, dạ, đúng không? Mọi chuyện đều thành công rồi, thế là vui vẻ rồi. Như vậy là tụi em có em bé chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa. Ủa, mấy nhà được năm bao lâu rồi? Dạ 4 năm 9 tháng. Rồi hôm nay ông mụ ra tay nữa, ngồi. Mà quan hôm nay hỏi ta có muốn không? Muốn, chắc chắn là muốn không? Muốn đúng không? Đúng không? Tham gia chương trình Vợ Chồng Son cũng có một cái suy nghĩ là muốn anh Thuận chúc mình có con, đúng không nè? Dạ. Sau khi lấy nhau rồi thì những tật xấu nào loài ra? Tật xấu của chồng em là ít quan tâm tới vợ lắm, ít tâm sự, có cái gì cũng giấu hết trơn á, về nhà là ôm cái điện thoại. Ủa nhưng mà chồng em hiền như vậy chắc là không có ghen đâu đúng không? Cũng có. Có ghen? Yeah. Lúc trước là em làm bất động sản á, em hay quan tâm chăm sóc khách hàng á, em nhắn tin có khi tới khuya luôn. Xong chồng em hỏi nhắn tin ai mà nhắn miết tới khuya vậy? Xong em kêu khách thôi. Chồng em kêu khách gì mà nhắn tới khuya mà giấu điện thoại vậy. Và sau này thì hết chưa? Dạ sau đó giống như em thấy khách đó người ta nói chuyện không lịch sự á, nên em cũng bỏ luôn. Nhưng mà đó là cái việc trước đây em làm, còn giờ là em làm bên cháu dinh dưỡng rồi. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Thì chắc không còn nữa. Rồi, dạ. Còn thật xấu gì nữa, ghen vậy thôi cũng được, ghen có quyền ghen chứ hai em ha, ghen. Dạ. Chị cũng đồng ý với cái ghen đó đó. Có lãng mạn với em không? Dạ không. Không lãng mạn, mới có nhiều tuổi mà không lãng mạn, ông nói tôi nghe coi. Tham công tiếc việc em quá đúng không? Tham công tiếc việc quá nên là em không có để ý đến cái cảm xúc của cảm vợ xúc đúng của không? Vợ nó như thế nào hết. Chị nói thiệt ra là em thì tính em từ xưa nay là nó cũng khô khan lắm. Lãng mạn là sao? Lãng mạn là em nghĩ là phải quỳ xuống chân vợ tặng hoa rồi em ơi anh yêu em, không có đâu. Em chỉ cần nè, em biết vợ em á, ví dụ như là thích ăn cái gì. Dạ. Trên đường mình đi làm về mình mua ví dụ một trái ổi thôi, trái ổi này ngon lắm, mua tặng cho vợ nè. Ừ, chỉ dạ. Một câu một hòa vỡ liền đúng không? Mình chỉ cần nhiêu đó thôi chứ mình đâu cần gì nhiều. Chị nói ví dụ nha. Dạ. Buổi tối trước khi mà vợ chồng sinh hoạt, nói nghe nè, nay nhìn vợ đẹp quá. Nay cho anh thơm tí đi, ví dụ vậy, chứ một câu đó thôi là trời ơi hưng phấn liền, là hai vợ chồng sẽ đồng điệu với nhau á, em hiểu chị không? Dạ, em hiểu. Chỉ như vậy thôi chứ ai cần em phải là nay phải bó hoa, mai phải bó hoa rồi quỳ xuống là vợ ơi anh thế này thế nọ. Chưa cần, cái đó từ từ em sẽ lên đô. Còn bây giờ là em tập trước những cái kia đi. Đó. Đúng không? Đó là một cái hành động cực kỳ mà cụ thể luôn đúng không cưng? Về thay đổi đi là sẽ có tin vui. Nghe. Dạ, hỏi em là dạ. Em mong muốn chồng em thay đổi gì? Dạ, nói luôn nè. Em mong muốn là chồng em quan tâm nhiều hơn một xíu, dành thời gian cho em. Vậy là làm được không nè? Em sẽ làm được. Là ok. Rồi bây giờ tới em. Bên ấy có điều gì gọi là tật xấu không? Tật xấu của vợ thì chỉ có mỗi cái tính là hay cằn nhằn. Nhiều khi đi làm công trình là đi nhậu nhẹt tí thôi, em chỉ uống chỉ 1-2 lon thôi. Nhưng mà về cái cũng bị cào nha cào nhàu á. Mà có hay ăn hiếp em không? Hay la em không? Cũng hay la nhưng mà la những cái đúng. Nghĩa là la đúng là chấp nhận. Đã. Ví dụ như em làm cái gì sai hay là kể cả mà mẹ cô ấy làm cái gì mà kiểu như không đúng cái này kia là cô ấy cũng nói thẳng luôn á. Người ngoài người ta gọi là cũng bảo là sao vợ mày nóng tính vậy á. Còn... tức là không phải nóng tính mà là bộc trực có đúng dạ. Không nói xong là hết luôn đấy. Không có để bụng. Vậy thì có nhẹ dạ cá tính không? Cũng rất cá tin người luôn, ai nói cái gì là tin cái đấy. Đợt năm ngoái đi làm bất động sản ấy thì có cái anh kia nhá hỏi mượn tiền, tin người ta quá mà cho người ta mượn luôn, đến giờ vẫn chưa lấy được luôn. Chà, mượn nhiều không em? Dạ 3 mấy triệu. Trời ơi anh ơi. Rồi, anh có coi chương trình này anh làm ơn với anh trả cho người ta giùm cái đi nghe. Nó chuẩn bị tao có bầu cho sanh con. Rồi, đó ơi, anh ơi 30 mấy triệu hiểu khi là cả một cái gia tài của người ta nữa. Rất mong anh hoặc là bạn bè ai á mà bạn của anh á nhớ nhắc ảnh trả giùm cho bé Thảo giùm nha. Giờ là chỉ có mong muốn thay đổi bớt cằn nhằn phải không? Giờ em mong muốn là vợ em là thay đổi là bớt cằn nhằn. Chị thì chị chỉ có một góp ý kiến nhỏ nhỏ thôi, nói một lần thôi và sau đó bạn ấy sẽ tự hiểu. Anh phải tự ý thức, tự giác ngộ, mình đâu phải mẹ đâu, sau này làm gương cho con nữa. Xong nhiêu đó đặt cái trách nhiệm cho anh như thế là đủ rồi.
mốt mình đừng thèm nói nữa. Mệt, mệt mình chứ mình đâu có sung sướng gì đâu. Còn em là nhớ giùm cho chị cái vụ lãng mạn nghe. Lãng mạn không phải là cái kia đầm mập, quan tâm cho người ta một chút xíu. Hôm nay rất cảm ơn hai vợ chồng em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì qua những điều mà chị Hồng Vân vừa mới chia sẻ với em về kinh nghiệm sống, thì hy vọng là hai vợ chồng em sẽ về cải thiện và sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn, và đặc biệt rằng là sẽ hòa hợp với nhau. Cộng hưởng đó, cộng hưởng cú nào ra cú đó. Tất cả những cái gì tinh túy nhất sẽ dồn vào trong cuối năm nay. Đó, bác sĩ sẽ báo tin vui cho các em. Qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Đồng ý không nè? Dạ, đồng ý không? Vui không? Ok. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn nha. Dạ, em cảm ơn anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân.